Hôm nay mình sẽ tiếp đến là cái chuyên mục làm bát. Thì nó sẽ bao gồm nhiều thứ lắm, tiện nè, CNC nè, rồi đi cắt bát nè, cắt laser nè, anode nè. Nói chung là những cái nhu cầu các bạn cần về phần cơ á, bây giờ là khoảng 80% đều mình làm được hết rồi. Khoảng 2% còn lại là cái về cái phần cản á. Phần cản thì nhiều dòng xe, mỗi dòng xe là mỗi loại khác nhau. Rồi cản với chống đổ á thì mình chưa có rành hết được. Cho nên là về những phần chẻ bát nhỏ lẻ như thế này thì hầu như là all in hết rồi. Nói chung là cái này nó quá dễ rồi. Nếu các bạn có nhu cầu về những cái dịch vụ mà mình vừa nêu ra, các bạn có thể ghé qua shop mình sẽ xem xét và mình sẽ đưa ra nhu cầu, giá cả, thời gian cho các bạn làm. Nhưng mà bạn làm thì phải có thời gian nha. Thì làm những xung quanh này của mình làm hết 2 tuần á, cũng khá là lâu. Cho nên là bạn phải cân đối thời gian và chi phí. Thì mà đáp ứng được hai cái đó thì ok, qua bên mình sẽ hỗ trợ và phục vụ cho các bạn.